Trẻ em vốn hiếu động nên rất dễ bị té ngã. Những cú va chạm này tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại có thể gây ra chấn thương đầu nghiêm trọng. Nếu như phụ huynh chủ quan, không chú ý đến những tai nạn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày hay không để ý đến những thay đổi nhỏ của con mình thì có thể đưa đến hậu quả nghiêm trọng cho các bé. Vậy, chẩn đoán và điều trị chấn thương đầu ở trẻ em sao cho hiệu quả? Cách sơ cứu chấn thương đầu ở trẻ em đúng cách ra sao? Hãy cùng tìm hiểu sau đây. Xin chào quý vị khán giả, tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Sơn Vũ, tại khoa Nhi, bệnh viện Đại khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin được chia sẻ với quý vị đề tài về chấn thương đầu ở trẻ em. Chấn thương đầu của trẻ em là một tình trạng rất hay thường gặp của các bé, bởi vì tuổi nhỏ các bé thường hay hiếu động và chạy giỡn. Tình trạng chấn thương đầu tức là khi các bé có một tai nạn, té ngã hoặc va đập gì đó vào trong vùng đầu, nó gây ra những tổn thương có thể gây tổn thương ở phần da, phần xương, màng não hoặc là não. Chấn thương đầu của trẻ em thì có thể được phân loại theo cái độ nặng của chấn thương. Thứ nhất là có thể chấn thương ở ngoài da thì nó sẽ bị tổn thương ở những cái vùng mô mềm phía ngoài da, có thể gây chảy xước hoặc là tụ máu đục dập ở phía ngoài da đầu. Nếu mà sâu hơn nữa, nặng hơn nữa thì chấn thương có thể gây vấn đề về trên xương sọ của trẻ em, có thể gây nứt sọ hoặc là tổn thương với xương sọ. Cái nguy hiểm nhất đó là tổn thương liên quan đến trong cái phần não của các bé, đó là tổn thương sâu thì nó sẽ gây những vấn đề về thần kinh hoặc đột nhập hoặc nguy hiểm đến sức khỏe hay tính mạng của bé. Nguyên nhân chấn thương đầu của trẻ em thường gặp thì thường là do các bé hay nghịch ngợm, chơi giỡn, có thể té ngã, hoặc là các bé đang nằm trên giường có thể lật hoặc là lăn lộn mà không có được giải pháp an toàn, có thể té từ trên giường xuống, hoặc là có một số bé khi đi chơi với gia đình hoặc đi xe máy chơi với ba mẹ có thể bị tai nạn giao thông gì nữa, thì gây những vấn đề va đập về tổn thương vùng đầu của các con. Triệu chứng của chấn thương đầu khi ba mẹ không biết là bé có té thì đơn giản nhất thì mình có thể quan sát cái vùng da đầu của con có những cái vết chảy xước gì không, có vết bầm hay là tụt máu hay sưng ở vùng da đầu hay không. Có một số những triệu chứng nghiêm trọng hơn của chấn thương đầu, bé có thể ngủ li bì, không thức dậy, hoặc bé có thể co giật, hoặc bé có thể nôn nói nhiều lần, nôn vọt ra không liên quan đến bữa ăn. Ngoài ra bé có thể chảy dịch, chảy máu bất thường ở vùng lỗ mũi, lỗ tai. Chấn thương đầu ở trẻ em nếu mà không được phát hiện điều trị kịp thời những biến chứng nặng thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của con. Nguy hiểm hơn nữa là sẽ nguy kịch đến tính mạng của các bé, đặc biệt là đối với những trường hợp xuất huyết trong não. Khi có máu tụ ở trong não, nếu mà không được xử lý kịp lúc thì cái máu tụ sẽ càng nhiều hơn, sẽ chèn ép vào trong mô não, hay gây tụt não, gây tử vong cho bé. Ngoài ra khi có những đột nhập và tổn thương ở trong hệ thống thần kinh, nó sẽ ảnh hưởng lâu dài đến quá trình phát triển về vận động, về cảm xúc. Về vấn đề sơ cứu của bé sau khi bị chấn thương đầu thì đối với những bé mà bị té ngã nhẹ thì ba mẹ nên giữ bé nằm yên. Khi thấy có bé có những cục sưng lớn ở da đầu thì mình nên chườm đá lạnh cho con để giảm sưng lúc đó. Hoặc là khi có vết thương mình nên sát trùng vết thương, làm sạch cái da cùng tổn thương của con để ngăn ngừa nhiễm trùng. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục theo dõi sát tình trạng của bé trong 24 đến 48 giờ đầu. Nhận biết những dấu hiệu nặng cần phải đưa con đến cơ sở y tế ngay. Ví dụ như là có cái cục sưng lớn trên da đầu mà càng ngày càng sưng nhiều. Cái thứ hai nữa là bé có thể ngủ li bì gây không thức. Cái thứ ba đó là bé có thể co giật. Thứ tư là bé có thể ói dữ dội, ói nhiều lần, ói vọt ra. Thứ năm là có thể chảy máu hoặc chảy dịch tai bất thường. Khi phát hiện những dấu hiệu đó thì cần phải đưa bé đến cơ sở y tế để bác sĩ có thể thăm khám và kiểm tra cái tình trạng chấn thương đầu của con có ảnh hưởng gì đến như mô não phía sâu trong hay không. Đối với những va đập nghiêm trọng gây chấn thương đầu thì tốt nhất là ba mẹ nên giữ bé nằm yên, hạn chế di chuyển bé và hạn chế cho bé tự động để tránh làm tổn thương nặng hơn như cột sống cổ hay là những cơ quan lân cận, và gọi ngay xe cấp cứu đến để có thể can thiệp kịp thời đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất.
chẩn đoán tính tính đầu khi khi bác sĩ gặp bé thì bác sĩ sẽ kiểm tra các vấn đề về thần kinh của bé, vấn đề về cử động tay chân, phản xạ của mắt, ánh sáng của mắt, và bác sĩ sẽ kiểm tra coi bé có chảy máu, chảy dịch bất thường gì không, những tổn thương về vết thương ở trên da đầu hoặc chỗ tụ máu, tụ dịch ở trên da đầu. Khi cần thiết bác sĩ sẽ có những biện pháp chuyên sâu hơn, ví dụ như chụp CT đầu hoặc MRI đầu để kiểm tra nhu mô não hoặc là con có xuất huyết gì não ở trong hộp sọ hay không. Những vấn đề là xuất huyết não là những vấn đề nghiêm trọng có thể gây tử vong đến cho bé nên cần phải được kiểm tra kỹ càng. Đối với những bé nhỏ thóp chưa đóng thì bác sĩ có thể dùng biện pháp là siêu âm xuyên thóp để kiểm tra nhanh chóng và ít xâm lấn đến trẻ. Về điều trị chấn thương đầu ở trẻ em, đối với những bé bị chấn thương đầu nhẹ thì chủ yếu mình sẽ điều trị nghỉ ngơi, theo dõi tại chỗ, hạn chế vận động, sát trùng vết thương hoặc uống thêm các loại thuốc kháng sinh, kháng viêm để giảm giảm nguy cơ nhiễm trùng ở các vết thương ở trên đầu và giảm cái sưng tụ máu ở cái vùng da đầu. Quan trọng nhất là mình phải theo dõi sát những dấu hiệu chuyển nặng của các bé. Về những đối với những bé mà có chấn thương đầu nặng, có xuất huyết trong não, tùy cái diễn tiến của cái xuất huyết đó, ví dụ như xuất huyết ổn định, không có tăng trưởng, không có tăng kích thước, không chèn ép thêm nhu mô não thì mình cũng có thể theo dõi. Đối với những bé mà có chấn thương đầu nặng, có xuất huyết ở trong não, phải theo dõi sát cái tình trạng của bé. Nếu xuất huyết không tăng thêm, không có chèn ép nhu mô não thì mình cũng không cần can thiệp phẫu thuật. Nhưng mà khi bác sĩ đánh giá tình trạng bé có xuất huyết tăng dần, nguy cơ chèn ép nhu mô não thì lúc đó mình sẽ phải phẫu thuật để lấy hết máu tụ và giải áp cái nhu mô não, không tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Chấn thương đầu của trẻ em nếu có những biến chứng nặng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của bé thì quan trọng nhất mình sẽ phải phòng ngừa và đảm bảo an toàn cho bé, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc sau này. Phòng ngừa chấn thương đầu trẻ em thì tốt nhất ba mẹ nên cẩn thận quan sát, giám sát trẻ khi trẻ chơi đùa. Có thể mình sẽ mua những cái dụng cụ bảo vệ, những cái nón đội đầu để cho khi bé chơi những trò như chạy giỡn hoặc là xe đạp thì nó để bảo vệ tránh nguy cơ bé té ngã, đập đầu. Cái thứ hai nữa là sắp xếp nơi sinh hoạt, nơi chơi đùa của bé, hạn chế những vật sắc nhọn, hạn chế những vật cứng có thể gây rơi vỡ, tổn thương đến bé. Quan trọng nhất là đối với các bé để phòng ngừa chấn thương đầu là sự giám sát và cẩn thận của gia đình. Mình nên hạn chế những nguy cơ gây cho bé bị tổn thương, té ngã. Thứ nhất là những khi bé chơi ở những cái vùng như là cầu thang hoặc là lan can, nên cẩn thận cho bé những cái dụng cụ bảo hiểm và bảo đảm an toàn của bé khi cần. Hy vọng với những thông tin bác sĩ cung cấp vừa rồi, quý vị đã có những kiến thức bổ ích về chấn thương đầu của trẻ em. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.